Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay lại là cuối tuần rồi mọi người. Hôm nay em về một số mặt hàng em lên cho mọi người nhé. Đầu video mọi người cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Để em có lên sản phẩm nào mới thì mọi người sẽ có thông báo ngay. Hôm nay thì em có về được thêm một số cái mặt hàng rất độc đáo các anh ạ. Chuẩn bị qua tuần tới thì em sẽ về có nhiều cái mẫu sản phẩm hơn. Hôm nay trước tiên là em mới về được mấy cái thanh ổ điện các anh. Mấy cái thanh ổ điện lần trước các anh đã lấy hết rồi, nhưng mà cái thanh ổ điện lần này nó ngon hơn các anh. Nó thì cái thanh ổ điện lần này nó ngon hơn đó. Nó vẫn là Dragon của Pháp đấy các anh đó, nhưng mà lần này nó về xịn. Tí nữa em sẽ view cho các anh đó. Mới nguyên hộp, tất cả đều mới nguyên hộp các anh nhé. Toàn bộ nó mới trong hộp như này đấy. Còn nguyên bát để gắn đầu các thứ đấy, mới nguyên hộp hết. Có bát treo này đó, mới. Đó, tiếp theo là em có về được những cuộn dây các anh nhé. Dây điện mới 100%. Đấy, chưa từng sử dụng. Đây, người ta bên đó người ta còn bọc nguyên dây này. Đó. Gắn dây rút này, đó. Dây này là dây IMEC, này là dây của Ý các anh nhé, made in Italia. Thì đây là 3 sợi nhân 2.5, dài 5 mét đấy. Còn cái mẫu này em bán cũng gần hết rồi. Cái mẫu này là nó chung với cái này, cũng dây IMEC hết, nhưng mà nó là made in Italy, Italia, nhưng mà nó là 3 nhân 4.0 các anh, 3 lõi nhân 4.0 đấy, đều dài 5 mét hết. Đó. Để các anh có sự lựa chọn. Đấy, rồi hôm nay em có về thêm cái đèn này thì em mới về các anh. Đèn này thì nó đẹp lắm. Đèn này thì hàng dùng rồi các anh nhé, không phải hàng mới. Nó nặng lắm các anh. Đèn này thì nó trang trí và nó pha gương. Gắn ở trong nhà tắm hoặc là gắn ở phòng khách, gắn ở vào bàn trang điểm, hoặc là các anh có cái tranh nào treo trên tường ấy, các anh gắn vào để nó pha vào 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 cái tranh. Đó. Toàn bộ là bằng nhôm. Toàn bộ là bằng nhôm. Đèn là đẹp lắm anh. Nó rồi à. Nay em sẽ test cho mọi người cái bếp này. Cái bếp hồng ngoại đấy các anh này. Đó, tí em sẽ đấu điện em test thử cho các anh. Nay em có treo một cái quạt hút mùi bếp lên đây này. Ừ. Rồi, em sẽ vào từng sản phẩm cụ thể các anh nhé. Rồi. Các anh cho giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên em lên cho các anh là cuộn dây điện các anh. Đó, thì cuộn dây điện này các anh thấy nó mới nguyên các anh nhé, về chung lô với lại dây của ổ điện của em đó, thì nó là dây mới 100%, chưa sử dụng, date 2019 đấy, người ta còn cuộn nguyên dây rút này đó. Thì dây này là dây IMEC các anh nhé, đó, dây này là dây của Ý đây, các anh có thể thấy made in Italia này đó, đời 2019 đó, date 2019 đấy. Thì con này thông số kỹ thuật của nó đây, nó sẽ là 3 sợi nhân 2.5 đấy các anh nhé, 3 sợi nhân 2.5 đó. Đây, một lửa này, một nguội này, và một dây te đó. Các anh thấy cái đồng nó đỏ au chưa, nó dây 2.5 các anh nhé. Đấy, dây này em đang bán rất tốt các anh này. Đó. 300 người 10.000 trên một cuộn. Đó, 5 mét. Một cuộn này nó dài 5 mét các anh nhé. Đó, một cuộn này dài 5 mét. Các anh lên cho em mã số 1 này. Đấy, dây điện này. Made in Italia. Mã số 1. Đó, đây là dây 2.5. Tùy vào nhu cầu của anh. Các anh mà tải bình thường thì các anh lấy dây này nó nhỏ gọn hơn. Đó. Dây 2.5 này là tải thoải mái rồi. Dây 2.5 này các anh tải được 4 kg, hơn 4 kg.
tải 4 kg thì an toàn. Đấy, 310 ngàn trên một quận. Lên cho em mã số 1, 3 nhân 2.5. Đó. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cái mã dây điện số 2. Đấy, cái mã dây điện số 2 thì em cũng còn số lượng ít các anh. Dây đứt thì em hết rồi. Em khẳng định với các anh dây lắc cabel em còn đúng một quận duy nhất em để em dùng. Đấy, 5 sợi nhân 6.0. Quận dây này quá khủng khiếp. Anh nào mua rồi các anh biết đấy, em đã bán đi mấy chục quận rồi các anh nhé. Đấy, rất nhiều anh mua của em rồi thì các anh biết chất lượng của nó phải gọi là khủng khiếp luôn. Quận này quận dây Ý các anh này, chung hãng chung với quận dây này. Đấy, nhưng mà đây là 3 lõi nhân 2.5. Còn thằng này là 3 lõi nhân 4.0, 5 mét. 420 ngàn trên một quận các anh. Này. Đúng y chang đó. Made in Italia này, đời 2019. Nhưng của nó là 3 lõi nhân 4.0. 3 lõi nhân 4.0 các anh. Đấy, cũng một lửa, một nguội này. Và một sợi te, một sợi nối đất. Đó. Em còn hai mã dây này. Mã dây lắc cabel của Đức 5 lõi nhân 6.0 thì em chỉ còn đúng một vài quận thôi để em dùng. Nếu anh nào mà thật sự cần thiết cho nhu cầu gì thì em chia lại cho các anh một hai quận thôi. Chứ em hết cái dây đấy rồi các anh nhé. Đó. Đó, bây giờ em sẽ chuyển sang cái ổ điện này các anh nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh cái mã ổ điện này các anh này. Đấy. Cái ổ điện này nó dài 1 mét các anh nhé. Đó, dài 1 mét. 16 lỗ cắm. Nó thì nó cắm toàn bộ là chân vuông. Chân vuông, chân tròn cắm được các anh nhé. Chân vuông và chân tròn. Đó. Thì cắm chân vuông và chân tròn. Chân vuông này. Đấy, và chân cái phích tròn bình thường của mình ấy. Nhưng mà cái phích tròn các anh cắm thì em sẽ chỉ các anh cắm. Còn về cơ bản ấy, là chủ yếu là nó cắm chân vuông. Thì bên em bán cho các anh cái này thì bên em có đầy đủ các cái phích cắm này để bán cho các anh. Đấy, các anh cứ tháo cái này ra, các anh đấu dây và của các anh vào đây. Đấy, các anh nhìn các cái mà cái phích này, cái phích zin của nước ngoài luôn các anh, châu Âu. Trong đấy nó có một con cầu chì nữa cơ. Đấy, tí em mở ra cho các anh xem. Phích này xịn khủng khiếp luôn. Thì cái sản phẩm chính là cái này các anh này. Cái thanh ổ điện này. Nó là thằng Legend các anh nhé. Đấy, hàng này hàng của Pháp. Nó là một công ty thiết bị điện nổi tiếng của Pháp các anh. Nó còn mới nguyên một hộp. Còn mới nguyên hộp chưa sử dụng các anh nhé. Còn đầy đủ phụ kiện đi kèm. Các anh nào mà mua lấy về thì các anh bóc ra các anh phải để ý cái phụ kiện đấy nhé. Không là nó còn nằm ở trong cái hộp này này. Đấy, thì hai cái phụ kiện này nó sẽ gắn lên đây các anh. Nó gắn lên đây này. Đấy, để các anh có bắt lên tường hoặc các anh bắt lên đâu thì các anh bắt. Đó. Và em nói với các anh để em view lại. Đây. Đấy, các anh nhìn này. Thanh ổ điện như này. Đấy các anh nhé, nó dài 1 mét. Nó 16 lỗ cắm như thế này. Thì nó cực kỳ xịn sò. Tại sao nó xịn sò thì bây giờ em sẽ vào chi tiết. Rồi, nó xịn thì nó xịn như vậy các anh này. Đấy, thứ nhất là dây điện các anh đấu vào đây. Đấy, các anh mở nắp về ra các anh đấu vào. Nó có sẵn domino rồi. Và cái xịn quan trọng nhất của con này ấy, nó là con này các anh này. Đấy, các anh có thấy không ạ? Nó là một con RCBO 16A. Cái dòng dò 30 mA, dòng cắt 6 6 k k k k nhé các anh nhé. Là kiloampere đấy. Đấy. Thì đây. Riêng một con CB này các anh mua 1 triệu đồng mới. Ở Việt Nam mình bây giờ đang bán con CB này luôn. Đó. Thì nó là thanh ổ điện các anh này, mã 3 này, thanh ổ điện này. Lager của Pháp này. Giá em đang bán là 365 ngàn các anh, 365 ngàn một thanh như vậy. Kèm cả cái CB.
Riêng một cái CB này các anh mua bây giờ 1 triệu đồng, tí em sẽ cho các anh xem giá của nó. Đấy, đây em bán, các anh mua một cái CB này là các anh được tặng nguyên một cái thanh này. Nó bằng nhôm nguyên khối các anh. Đó, các anh thấy chưa? Có một cái thanh này nó bị về nó bị móp. Đấy, em đã tháo hẳn ra đây em cho các anh xem. Đấy. Thanh ổ điện này các anh nhé. Thứ nhất là nó xịn là con CB này. Đó. Đây, các anh có thể nhìn thấy này. Đấy, hàng của Made in France các anh nhé. Chống giật. À, ba chức năng luôn. Nó là con RCPO. Chống giật này, chống ngắn mạch, chống quá tải. Đó. Hàng sản xuất tại Pháp. Made in France. Đó. Còn cái cây này này thì nó lắp ráp tại Singapore. Đó, các anh có thể nhìn thấy này. Made in Singapore các anh nhé. Đấy. Các anh nhìn chất liệu nhôm của nó này. Đẹp long lanh luôn và cái nhôm này nó cứng lắm. Đây, có một thanh này nó bị về nó bị đè lên nó móp này. Đấy thì tiện em tháo luôn ra cho các anh xem nội thất của nó bên trong. Đó, nội thất của nó bên trong. Bên trong nó có sẵn cầu đấu nối như này các anh nhé. Các anh cứ cho dây điện vào đây các anh bắt vào. Đấy thì con này là con RCBO các anh nhé. Hàng mới 100% chưa sử dụng. Nó thì cái phích này các anh này. Phích này em đang bán là 15 ngàn một chiếc. Các anh nhìn ba cái chân đồng này nó to bằng một nửa ngón tay út này. Ba cái chân đồng này. Cái phích của nước ngoài nó vậy các anh. Ở đây ấy, nó có một cái cầu chì ở đây. Đó. Một cái cầu chì 16 ampere ở đây nữa. Thiết bị của các anh hoạt động đảm bảo là an toàn luôn. Đó các anh nhé. Đấy, cái phích này thì cắm vào đây như vậy. Đó, nó chắc chắn lắm. Các anh yên tâm rồi cho anh. Cái mặt này của nó nhựa các anh nhìn này, nó bóng. Đó, nó nhám nhìn cực kỳ thẩm mỹ. Cái ổ này em thích hơn hai cái mẫu ổ trước. Giá bán thì nó sẽ nhích hơn các anh nhé. Đấy, nó nhích hơn mấy chục. Đấy, nhưng mà đổi lại các anh có một thanh này cực kỳ đẳng cấp. Các anh chơi âm thanh này rất an toàn này. Nó giá trị hơn, nó đắt hơn có mấy chục ngàn này. Các anh nhìn hôm trước ổ kia 280. Cái này đắt hơn có 70 ngàn. Nhưng mà các anh có một con RCBO. Đó, ba chức năng. Chống giật này, chống quá tải này, chống ngắn mạch. Là tất cả các thiết bị của các anh hoạt động không phải lo nghĩ gì cả. Đó. Con CB này ở Việt Nam mình cũng đang bán các anh nhé, chính hãng. Nhưng em không biết là nó có sản xuất ở Pháp như con này không. Còn con CB này nó sản xuất ở Pháp. Nhưng mà ở Việt Nam mình đang bán cái con mã y chang như vậy này. Cùng model như này luôn. 1 triệu đồng một con. Đó. Anh nhé, rồi, đấy em bán cho các anh giá cực kỳ tốt để các anh chơi mùa Tết 365 ngày. Đó. Giờ em check giá cho các anh xem. À, đây các anh nhé, đấy. Nên cái ổ này nó chỉ chênh có 70 ngàn thôi nhưng mà các anh sẽ có một một cái ổ cắm này nó chất lượng hơn. Chất lượng hơn hai cái ổ đợt trước. Đấy, các anh nhìn này. Đó, con CB này các anh nhé. À. Đó, hiện tại Việt Nam mình cũng đang phân phối đấy. Đó, 1.031.000. Cái giá này là giá đã chiết khấu các anh nhé. Đó. À, là giá bán thị trường đó, 16 ampere này. Đó, giá gốc của người ta là 1.3 triệu, chiết khấu 25% là còn 1.031.000. Đó, thì nó giá trị hơn. Đắt hơn có 70 thôi nhưng mà các anh sẽ có một con CB này cực kỳ chất lượng. Ba chức năng. Hàng mới 100% nguyên hộp các anh nhé. Em có bán cái phích này. Đấy, cái phích này thì có cái nó mới, có cái nó cũ như này các anh nhé. Chứ không phải cái nào nó cũng mới hết. Các anh cần thì các anh lau đi. Nó cũng mới, các anh lau đi nó cũng mới à. Đó. Rồi, em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo các anh nhé. Đấy, anh nào lấy ổ này mà chưa có dây nguồn thì các anh mua một quận dây nguồn này của em này. Các anh mà cần dây nguồn tải to thì các anh lấy dây 4.0. Các anh mà cần tải vừa vừa thì các anh lấy dây 2.5. Rồi em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo các anh nhé. Đây nha các anh, em quay cho các anh xem, em mới về đây. Đấy, nó mới nguyên hộp cây nhé. Đấy, cây nào nó cũng mới nguyên hộp hết. Đấy, có một số cây nó về thì nó vẫn trong hộp nhưng mà cái hộp nó bị hơi bị nát một chút. Đấy, còn lại là hộp đều mới đẹp hết. Nguyên tem mác này, các anh thấy không?
có cả mã QR này, các anh có thể quét quét thử. Đấy. Nước ngoài người ta làm được bài bản lắm các anh. Đấy. Hộp chiếc tem mã miếc đầy đủ hết. Kênh cái phần chất lượng hoàn thiện rồi là đóng gói của người ta nó hoàn thiện rồi các anh. Nó hoàn thiện. Thành ra đây em mở cái gói này nó mở ra rồi, anh xem. Ủ mới. 100% trong hộp hết các anh. Em về được thêm mấy chục cây nữa. 6-70 cây. Đấy. Còn cây dài thì em vẫn còn các anh. Loại dài em vẫn còn. Đây em còn máy hiện sóng của em còn nhưng em chưa có thời gian em view. Mấy con máy này đẹp lắm, mới chắc luôn. Đây cây nhé. Cây của nó đầy đủ. Đây, hàng Legend PDU 16 lỗ này. Đó, C20 Plus Socket Xtran 3 custom gì đây này. Đó. Thật sự hàng hóa nó nhiều em không có thời gian em check mã cái. Em về em thấy giá tốt là em đẩy lên cho các anh luôn. À đây em có một cái con này nó là cái tủ ấy để quay để các anh xem, em chưa có thời gian lên các anh. Đó con này hàng Human hàng. Con này của Đức của Nhật nhỉ? Con này của Đức anh ạ. Hàng Human hình như hàng Đức. Em mới về đấy em chưa có thời gian em ấy. Con này các anh nào chế tủ đồ nghề nhé các anh nhé. Hiện tại ở đây nó có sẵn một ngăn rồi này. Đấy, anh kéo ra kéo vào. Con này cái hàng chất lượng nó khác, cái ray của nó là các anh nhìn. Đó. Đó. Tủ toàn bộ nó bằng nhôm hết. Hàng của Human. Đó. Mặt xanh viền nhôm. Con này làm tủ đồ nghề đẹp lắm mà em chưa có thời gian em lên cho các anh. Tại nó nặng các anh ạ. Sản phẩm tiếp theo em lên cho mọi người là những cái bộ công tắc ổ cắm của Panasonic, hàng Thái Lan các anh nhé. Đây là hàng đã qua sử dụng các anh nhé, nhưng mà nó còn như mới tại vì nó xuất ra từ những cái khách sạn 5 sao các anh. Đó. Thì cái mã này các anh này, nó là hàng Thái Lan các anh nhé. Một bộ như này các anh mua của Pana Việt Nam ấy, nó khoảng 80.000. Đó, khoảng 80.000. Cái bộ mặt nữa, nói chung nguyên bộ như này các anh mua của Pana Việt Nam thì khoảng 90.000. Đó. Còn riêng cái mã này các anh này, cái của Việt Nam mình là VKHV các anh. Còn này là VKEG, nó là dòng cao cấp. Đó, các anh mua một bộ như này phải tầm 150.000. Đó, các anh có thể thấy chữ Made in Thái Lan này. Đó, và nó là Thái Lan toàn bộ luôn. Cái này Thái Lan. Cái vỏ này cũng Thái Lan. Đó, cái đế này để gắn cũng Thái Lan này. Cái mặt này cũng Made in Thái Lan luôn. Đó, em sẽ tháo ra cho mọi người xem nhé. Mọi người mua về mọi người có thể tự tháo ra mọi người nhìn này. Ở đây mọi người sẽ thấy có dòng chữ Made in Thái Lan đây. Đó thì cái ổ Thái này, nó khác với cái ổ Việt Nam mình một cái như này. Cái độ đồng nó sẽ dày hơn. Đấy, cái độ đồng để làm cho đây nó sẽ dày hơn. Đấy, và là cái nhựa nó có một phần nó tốt hơn một chút. Đó, em không nói là ổ Việt Nam mình không tốt các anh nhé. Thái Lan Việt Nam mình dùng cực kỳ ok, bởi vì các ổ cắm bây giờ ổ Pana là đắt nhất rồi, không có ổ nào đắt hơn, ngoại trừ những ổ dòng người ta thiết kế đời mới hiện đại cao cấp bây giờ thôi. Còn ổ dùng cho gia đình thì ổ Thái Lan là số 1. Đó. Thì các anh cứ tham khảo thử xem em nói có đúng không. Ổ này dùng sướng, em bảo đảm các anh dùng 10-15 năm nữa cái ổ này chưa hư. Đấy, và không bao giờ đánh lửa. Các anh thấy mấy cái ổ cắm nó hay bị đánh lửa, nó đen ngòm ở đây, nó nổ điện. Đấy là những ổ bình thường. Các anh dùng ổ này không bao giờ bị, nó không bao giờ bị mo ve cả. Kể cả ngoài Bắc lẫn trong Nam. Ngoài Bắc thường gió nồm ẩm hay mo ve, nhưng các anh dùng ổ này cũng vô tư. Em chia sẻ một chút vậy thôi. Còn ổ này em đã bán quá nhiều rồi, anh cứ tham khảo thử.
Đó, tiếp theo cái bộ này em về thêm nữa các anh này, mặt chống nước Thái Lan, cái bộ này thì còn VIP hơn nữa. Đó, cái bộ này này, bộ này nhựa ABS, nhựa ngoài trời các anh nhé. Nó nhựa ngoài trời, nhựa ABS này, thằng này là AAS luôn đó. Thì cái thân thân và cái dòng cao su này nó sản xuất ở ở Nhật Bản, made in Japan đấy. Còn riêng chỉ có cái tấm này này, cái tấm lót này thì nó sản xuất ở Thái Lan, made in Thái Lan đó. Cái ổ này em thật với các anh nhé, các anh để ngoài trời 5 7 năm ấy, nó không bạc màu đó. Một cái ổ, một cái mặt nạ như vậy thôi, một cái mặt nạ như vậy thôi, các anh mua ở Việt Nam mình bây giờ nó rơi vào tầm 170 ngàn, 160 ngàn. Đây em bán nguyên bộ như này, vừa mặt vừa hạt công tắc này, đấy 80 ngàn một bộ các anh. Đấy, mặt chống nước, các anh lắp trong nhà tắm hay là các anh lắp ở ngoài trời á. Đó, đây một bộ như này, vừa mặt nạ vừa hạt ổ cắm như này. Đó, cái con ốc ở đây thì nó không có các anh, về tự các anh phải mua con ốc các anh bắt vào đây. Đó, mặt chống nước Thái Lan các anh nhé. Đó, 80 ngàn một bộ. Các anh thấy chữ Panasonic này, nó nổi này, đây cũng có này. Đấy, cái đoạn này em quay hơi lâu xíu để các anh hiểu rõ. Còn anh nào đã mua, canh mua nhiều quá rồi, em nói thật luôn. Các anh biết em bán ổ này, tính sơ sơ nếu bán từ năm ngoái đến bây giờ nó phải rơi vào tầm 4 ngàn nó cái ổ điện. Cái ổ điện này bán chạy cái công tắc thì bình thường. Đấy, cái hạt công tắc Thái Lan đó, các anh bật đi bật lại bật bao nhiêu năm nó vẫn vậy. Rồi em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo các anh. Tiếp theo là cái đèn này các anh. Cái đèn này đẹp lắm, nó bằng nhôm mà nó bằng nhôm dày các anh nhé. Nhôm này nó dày 1 ly, nhôm dày lắm, các anh cầm các anh thấy nó nặng trịch. Đây nó có một cái tăng phô này, nó thì trong đây nó có hai cái chỗ để các anh gài bóng, thì một là các anh để đây các anh dùng luôn, không thì các anh thích chế lại led thì các anh mua cái led về các anh gắn vào đây. Đó, cái đèn này đẹp lắm anh nhé. Đó, đèn này em rất ưng, nhưng mà em mới về cái này mẫu thôi. Đấy, mẫu vậy nhé. Các anh chờ giá cái này, các anh chờ cho em video sau. Video sau em sẽ báo giá cụ thể cho các anh cái đèn này giá bao nhiêu tiền. Tại cái này người ta mới gửi cho em có một cái mẫu. Đấy, em về em quay cho các anh xem chơi chơi thôi, xem hiệu ứng của các anh thế nào. Nếu mà các anh có nhu cầu nhiều thì em sẽ nhập cái này, tại vì cái công hàng này nó nhiều quá. Đấy, các anh nhé. Nhưng mà nó rất đẹp, nó rất đẹp. Cái này là hàng sản xuất thương hiệu ở nước ngoài, nó nhưng mà nó sản xuất ở nhà máy Trung Quốc. Đây là dòng sản phẩm cao cao cấp này, nó cung cấp cho những cái thị trường, những cái văn phòng, căn hộ, khách sạn VIP. Đó, nó dài 60 cm cái nhé, còn nó dày cái này chắc tầm 5 7 cm chỉ đấy. Đấy, cái video sau em sẽ báo giá cụ thể cho các anh. Giờ em sẽ test thử cái quạt hút mùi bếp. Đó, sản phẩm tiếp theo em giới thiệu đến mọi người là máy nước nóng các anh nhé. Máy nước nóng trực tiếp bên em lại về hàng rồi, và cái lô hàng này em khẳng định với mọi người là nó cực kỳ đẹp các anh, nó đẹp lắm, nó đẹp hơn 2 lô hàng lần trước em về đó. Cái lô hàng này em về tất cả mọi thứ nó đều đẹp hơn cái lô đợt trước. Các anh nhìn, và cái máy này em khẳng định với các anh nó dùng cực kỳ bền, nó là máy cơ. Đó, cái máy cơ này thì các anh dùng 5 10 năm nó vẫn vậy. Đấy, chứ nó không có cái dòng đời mới như bây giờ ấy. Thật ra là nó sử dụng bo, không bền bằng dòng này. Dòng này thì nó bền hơn. Đấy, dòng này nó bền cực kỳ các anh. Hàng là hàng Đài Loan, khách trong khách sạn 5 sao hẳn hoi của người ta các anh nhé. Đó, đó, Made in Taiwan 4,4 kg. Đó, thì con này nó là dòng cơ nên nó bền lắm. Các anh mua nhiều là các anh biết, nóng cực kỳ ra nước các anh nhé. Nó không như mấy cái dòng xài bo, nóng nó không ra nước. Cái dòng này các anh bật nóng cực kỳ ra nước.
có nghĩa là nước nó nóng đạt đủ độ luôn. Cái này các anh mua nhiều rồi các anh biết rồi. Ở đây nó có ba chế độ này, nóng này, cái này là nóng các anh này, cái này là nóng này. Ở đây có nóng này. Đấy. Đây là vừa nóng vừa lạnh này. Cái đỏ là nước nóng nhé, cái này là nước là nó là gọi là 50-50 đấy. Cái này thì nóng 2 phần 3 lạnh này. Đấy, cái cần cái vặn đi đó, đây là chỉnh nhiệt độ nước ra nước vào đó. Thì và bình nước nóng rồi nhé, em lên mã bình nước nóng trực tiếp này, máy tắm nóng lạnh cũng là nó đấy, là nó hết rồi nhỉ. Máy không gồm dây cấp nước thì 400.000, chưa bao gồm phí ship anh, phí ship toàn quốc là 30.000 đấy. Bên em sẽ đóng hàng này, bọc bìa bọc xốp gửi đi cho các anh, đảm bảo các anh đến nơi là không bị móp méo bể vỡ gì cả. Còn cái vết trầy này thì chắc chắn nó phải có, nó trầy nó xước xước nhẹ nhẹ thôi các anh. Đây là em chưa vệ sinh anh, còn thật ra là nó mới lắm, cái lô này là đẹp đấy các anh. Cái giá thì nó có nhích hơn đợt trước bởi vì cái lô hàng này nó đẹp hơn, và cận Tết rồi giá bên em về cũng phụ phí linh tinh nữa, nhích hơn vài chục ngàn thôi. Nhưng mọi người vài chục ngàn đánh đổi lại mọi người sẽ có những cái máy nó đẹp cực kỳ xuất sắc đấy. Còn nếu ai mà lấy có dây cấp nước ấy, dây của Đài Loan luôn các anh nhé, dây zin của nó luôn, thì em chỉ tính các anh có 15 ngàn một sợi thôi, hai sợi là 30 ngàn. Đấy, đây này cái dây này các anh này, dây cấp nước này, dây của Đài Loan hẳn hoi các anh nhé. Đó còn nguyên tem mác dây Đài Loan này, Ospa này, đó dây của Đài Loan nên là nó bền lắm, các anh tải nước nóng thoải mái. Đấy, hàng về là còn nguyên dây điện như này, các anh nhìn thấy ở nước ngoài không, người ta đi cái dây này là dây 4.0, dây zin của Đài Loan luôn các anh. Đấy, đây em cho các anh xem. Đấy, dây zin của Đài Loan luôn, toàn chữ Đài Loan thôi. Đấy, đây các anh có thể nhìn thấy này. Dây của họ là họ đi dây 6 chấm luôn. Nước ngoài người ta quan trọng cái công suất lắm các anh, người ta đi đúng tải. Đấy, người các anh nhìn thấy 5.5 mm này. Đấy, chữ là chữ Đài Loan luôn đó. Đấy nhé, đấy, đấy. Anh nào các anh cứ lên mã cho em nhé. Đấy. Máy nước nóng. Hàng đợt này về đẹp lắm các anh. Đẹp long lanh luôn. Con nào cũng như con đấy. Rồi em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Đó, tiếp theo em lên cho mọi người cái bếp Electrolux anh nhé. 4 vùng nấu. Con này thì nó 4 vùng nấu cả. Em nói thiệt là cái lô bếp này nó đẹp xuất sắc. Nhưng mà cái dòng 4 bếp này em về số lượng thì nó lại có hạn thôi. Có chỉ có mười mấy con thôi các anh. Thì con này là cũng thương hiệu Electrolux luôn, nhưng con này là 4 vùng nấu và made in Germany. Đấy, nó ở Đức luôn. Đấy, kính của nó là kính AD3 các anh, kính chịu nhiệt chịu lực. Cái này là silicon, nó còn keo nó còn đọng lại các anh. Nói chung là nó mới nó đẹp không mẻ, là cấn móp bất kể một chỗ nào. Đấy, kính về nó đẹp hoàn hảo luôn. Đó thì kích thước của nó đây các anh nhé, dài nhân rộng. Chiều này là 52 à, chiều chiều ngang này là 59 cm các anh. Chiều cao này là 52 này. Đấy, kích thước của nó đây. Canh phải khoét lỗ là 48 x 55 các anh nhé. Đấy. Bếp điện hồng ngoại Electrolux này, đấy. Cái này cực kỳ sang trọng các anh nhé. Mặt kính cực kỳ sang trọng. Phù hợp với không gian bếp lớn ấy. Ai mà nhà bác nào mà bếp lớn thì lắp con này đúng đẹp. Hết ý. Còn nó ra nhiệt thì miễn bàn các anh, nó ra nhiệt kinh khủng lắm. Bật lên này, các anh bật công tắc lên. À, các anh mà ấy thì bật đây. Sao lại mất điện ở đây? À, có điện rồi. Các anh bật lên thì các anh ấn giữ cái nút nguồn này. Đó, các anh muốn chỉnh nhiệt độ lên xuống thì con này nó có cảm ứng lực các anh. Đó, này, bây giờ nóng rồi này, các anh thấy đỏ, vừa bật cái nó đỏ liền luôn đấy.
con này nó ra nhiệt còn nhanh hơn cái con kia một chút, nhanh hơn cái con nhỏ kia một chút đó. Các anh tắt đi thì các anh ấn giữ cái này nhé. Đấy, nó có cảm ứng lực, khi các anh ấn ấy nó là các anh sẽ cảm nhận được lực, nó có lực nó nhảy ấy. Thì nó hiện số đấy. Thì dòng này nó cao cấp hơn cái dòng trước anh nhé. Con này giá mới của nó anh không dưới 15 triệu, không dưới 15 triệu một con bếp này. Anh cứ sợt thử bếp Electrolux đấy, hồng ngoại 4 vùng nấu, hàng của Đức. Bây giờ xem giá nó bao nhiêu. Cái dòng mà thấp cấp hơn cũng phải 12 triệu. Con này thì sang trọng đó. Em lên mã luôn cho cái dòng này thì nó số lượng nó không có nhiều các anh. Đấy, con này là 2 triệu 3 em bao ship. Hàng đẹp long lanh đó. Là không cấn móp bể vỡ bất kể một cái gì. Ngoại hình như này là đẹp cực kỳ. Còn ngoài ra mấy cái vết nhỏ nhỏ này, xước nhỏ nhỏ, xước răm này là bắt buộc phải có các anh ấy. Chứ không có con nào mà không có ở bếp hồng ngoại mà. Anh để nồi lên đây một lần hai lần là nó cũng xước. Ví dụ như cái chỗ này là cái bếp này là người ta nấu ít này. Anh thấy nó không bị xước. Chỗ này người ta nấu nhiều sao này? Hay người ta đặt song ở đây thành ra nó có vết xước chứ còn. Hầu như các anh thấy ba bếp gần như là muối keng. Anh nhìn kỹ kích thước anh nhé. Đấy. 52 59 lỗ khoét 48 x 55 đấy. 2 triệu 3 em bao ship toàn quốc. Con này nếu gửi đi em phải đóng thùng gỗ các thứ vất vả lắm. Nhưng mà dùng thì cực kỳ sướng. Em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo các anh nhé. À đây. Bếp Electrolux các anh nhé. Các anh nhìn nó mới. Đây các anh nhìn cái viền này nó mới. Keng khách sạn 5 sao hầu như nó không dùng. Đây các anh nhìn này. Made in Get Money này. Đấy. Hàng của Electrolux các anh nhé. Đó. Điện từ 220 đến 240V. Hàng của Electrolux 6,4 kW các anh. Hàng này mới đấy. Đây. Các anh có thể nhìn. Hàng gần như mới. Rồi em sẽ lên video cụ thể cho các anh nhé. Wow, tiếp theo em xin giới thiệu đến mọi người là cái bếp hồng ngoại các anh nhé. Bếp hồng ngoại này hai vùng nấu. Đó, mặt thì mặt kính chịu nhiệt chịu lực Erokera đó. Hàng này là hàng của Electrolux. Đấy, thương hiệu của Electrolux các anh nhé. Đó. Thì hàng này là hàng dùng lướt rồi các anh nhé. Nó là hàng hồng ngoại. Ở đây nó có những cái sợi đốt ra nhiệt cực kỳ nhanh. Ở đây có 6 chế độ vặn này. 6 chế độ mức nhiệt khác nhau, các anh cứ vặn thôi. Hàng này dùng xịn lắm. Đấy, nó là hàng hồng ngoại các anh nhé, nên không có kén nồi. Các anh dùng nồi nào cũng được. Đó. Và đặc biệt là nó hai vùng nấu nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Em để rõ ở đây này. Bếp điện hoặc là gọi khác là bếp hồng ngoại này. Electrolux các anh nhé. Hàng này là hàng made in Italia, hàng của Ý. Đấy. Con này thì dễ lắp đặt này, dọc ngang thì được, các anh lắp ngang này hoặc các anh lắp dọc thì các anh cho cái đầu này quay đây vặn chỉnh đây. Đấy. Làm nóng nhanh này, nồi nào cũng được. Đấy. Dài rộng của anh nhé, 29 là cái chiều cao này, 29 chiều ngang này là 51 này. Đấy này, dài rộng là 29 x 51, nó là bếp âm anh nhé. Các anh khoét lỗ này 27 x 48. Đó, 27 x 48 cm là kích thước khoét lỗ, kích thước để các anh khoét lỗ để các anh nhét nó xuống đấy. Thì bếp này nó còn mới lắm các anh, chỉ có cái nút vặn này thì nó hơi ấy, mấy em chưa có vệ sinh. Đấy, các anh cần, mà đặc biệt ở đây các anh này, cái thằng này nó là viền inox, thành ra là rất ít khi mà bể kính này, đấy mà nhỏ gọn nữa. Cái này các anh làm cái bếp phụ cũng được, phù hợp rồi. Các anh làm bếp phụ cũng được. Anh nào mà có xây nhà trọ thì trang bị cái bếp này thì thật sự là quá đẹp rồi. Đây, mình quay thông số cho các anh nhé. Nó là hàng của Electrolux ấy. Đấy, hàng này made in Italia này.
2,9 kW max. Có mã vạch bếp, các anh nhìn thấy cạnh của nó là các góc cạnh nó mới keng xà beng. Thật sự cái này nó ở trong cái khách sạn 5 sao các anh. Thành ra là những người mà vào khách sạn 5 sao thì chả mấy khi người ta nấu ăn. Giặt quần áo có người giặt cho. Ăn uống người ta ăn nhà hàng, thành ra là cái bếp còn mới có luôn. Đấy, giờ em sẽ bật thử bếp nhé các anh nhé. Để em bật thử bếp, em chạy thử cho các anh xem. Đấy, ở đây em có một cái cây que đo nhiệt độ này. Đấy, đang ở 28 độ C này. Đấy, để đây thử bật thử này. Em chỉ bật đúng 5 giây thôi các anh nhé. Xem là nó ra nhiệt lên nhiêu. Em bật đúng 5 giây thôi các anh. Các anh bật lên là nó có đèn đỏ nó báo này. 1 2 3 4 5. Đấy, các anh thấy nó đỏ rồi này. Đấy, giờ em tắt đi nhé. Để xem cái mức nhiệt này nó lên maximum là bao nhiêu. Nó ra nhiệt nhanh lắm các anh. Con này nó ra nhiệt nhanh lắm. Các anh thấy bật một xíu là nó nóng đỏ lửa lên luôn. Cái này nó vẫn đang tiếp tục nó tăng. Để em để thử. Đấy, em mới bật có 5 giây thôi. Con này nó có một cái đó, nó làm nóng cực kỳ nhanh đấy. Bật 5 giây thôi. Lên 70 mấy độ rồi. Sờ tay ở đây còn nóng rồi. Đấy, cái thấy 70 mấy độ rồi. Nó phải lên đến 80-90 độ. Thế là vừa mới bật xong có 5 giây là tắt đi. Con này được cái nó ra nhiệt nhanh lắm. Các anh dùng cực kỳ sướng nhé. Nếu ai mà mua cái con trước của em rồi thì các anh sẽ thấy nó cực kỳ sướng. Và cái lô này của em nó mới lắm. 76 độ các anh này. Đấy. Bây giờ em sẽ bật để maximum xem nó lên được bao nhiêu độ các anh nhé. Em sẽ để maximum xem nó lên tối đa được bao nhiêu độ. Em chỉ sợ cái dây điện của em không đủ tải thôi. Chứ còn con này thì nó nóng lắm. Đó. Cái nhìn cái dây đỏ nó có cái sợi nhiệt của nó đây. Ủa, nóng lắm kênh rồi. Nó cứ khủng khiếp luôn đấy. Sợ ở đây mà để xa trên đây tầm 20cm mà còn cảm thấy nó nóng. Một gang tay của em này. Con này nó ra nhiệt nhanh kinh khủng luôn đấy các anh. Em đảm bảo với các anh không một dòng bếp hồng ngoại nào mà ra nhiệt nhanh như vậy. Ngoại trừ bếp của Đức. Bếp Electrolux này là bếp Đức anh. Mà sản xuất ở Italia. Đấy, cái con 4 bếp kìa. Con này nó 2 vùng nấu, cái con 4 vùng nấu. Là thôi tắt đi, nóng quá rồi. Là nó sản xuất ở ấy các anh nhé. Đây các anh nhìn nhiệt độ lên 179 này. 181 này. Đấy, em vừa bật em nói vài câu chưa được một phút đâu. Lên 190 độ rồi. Nó ra nhiệt nhanh khủng khiếp luôn. Đấy các anh nhé, kích thước của nó đây, dài rộng. Con này rất nhỏ gọn nhé. Đấy. Cao 30 này, ngang 50 thì 2 vùng nấu. Theo em anh nào lấy cái này lắp ở nhà cực kỳ ok này. Nhà các anh mà đang có một bếp rồi thì lắp một bếp nữa bên cạnh luôn. Nhà dùng hai bếp. Ủa, 190 mấy này, gần 200 độ C này. Cái này để chờ xíu cho nó nguội. Rồi. Và đây em làm một cái tem em dán kích thước đây để các anh xem các anh nhé. 40 x 52 x 20cm. Đấy. Nặng 19kg. Cái vỏ này nó dày lắm các anh. Đó. Đây các anh nhé, giá 1,7 triệu chưa bao gồm phí ship, tặng kèm 5 cái chuôi này. Đấy, 5 cái chuôi cái này, về các anh chỉ đấu dây điện vào đây là cắm thôi. Đó. Rồi, em xin chuyển sang đây, nặng 19kg đây các anh. Đấy, em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm đầu tiên em giới thiệu đến các anh là cái quạt hút này các anh nhé. Quạt hút mùi bếp. Thì các anh biết đợt này em có về rất nhiều cái đồ gia dụng, chuẩn bị đợt tới em về bếp từ này, bếp hồng ngoại này. Đấy, bếp của Elac có, bếp của Teka có, bếp ga điện có này. Đấy.
Thì đợt này bếp này là nó mới các anh nhé. Đấy các anh nhìn nó mới nguyên siêu như thế này. Đó, về tự canh bóc siêu ra các anh nhé. Mới chỉ có bụi thôi ở trong kho. Đấy, về tự canh bóc siêu ra này. Còn mới nguyên. Đấy. Bây giờ em sẽ quay cái thông số của nó để các anh xem nhé. Để các anh nhìn. Đó. Thì em xin quay thông số đây để các anh xem này. Đấy, nó là TK các anh nhé, bếp của TK này. Đấy. Chạy điện 220 đến 240V. Điện Việt Nam mình đấy. Công suất là 230W. Nó có đèn, có các nút nhấn đấy, hàng là made in EU này. Cụ thể là sản xuất ở Spain. Made in Spain này là Tây Ban Nha các anh nhé. Đấy. Hút hai đầu. Mỗi đầu 40W mắc là đèn. Đấy, cái đèn nó có hai bóng đèn. Đó. Công suất hút của quạt là 230W. Đấy. Các anh thấy mới thì thật ra nó chỉ là nó lưu kho thì nó bụi thôi. Đấy, còn là hàng mới chưa sử dụng. Về các anh chỉ việc lau đi thôi các nhé. Đây trong này để lưu kho thì nó có bụi. Đấy. Còn hàng mới 100% chưa sử dụng đây. Về tự các anh lột cái siêu này ra đấy. Đấy. Tự lột siêu các anh, tự bóc siêu cho nó sướng tay. Đấy, các anh thấy bóc ra là nó mới keng sa beng này. Đó. Em có bóc thử một con đây để em làm mẫu cho các anh đây các anh nhé. Thì các anh bóc siêu ra nó có mấy cái vết keo này các anh nhé. Các anh lau đi. Đấy. Đây, các anh bóc cái này ra này, nó sẽ có một vài cái vết keo tự các anh lau đi. Bên em là bán cho các anh nguyên siêu như thế này. Đấy. Thì con này nó mới hơn. Nó mới chưa sử dụng. Đấy, thì con này các anh nào mà nhà các anh mới xây hay các anh giới thiệu cho hàng xóm giúp em. Đấy. Thì về các anh hầu hết là nó đẹp hết. Đấy. Chỉ có lâu lâu có một vài vết nó xước như này các anh này. Thì cứ không tránh khỏi đâu. Về cơ bản thì anh nhìn nó đẹp như này luôn này. Đấy. Đây là vết keo các anh nhé. Các anh lau đi. Đấy, bây giờ em sẽ chạy thử cho các anh nhé. Đấy. Đấy thì đây em quay toàn bộ thông số của nó này. Nó là quạt hút mùi bếp này. Giống y chang như con Electrolux hồi trước. Nhưng con Electrolux hồi trước thì nó là hàng 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 Đức. Con này thì hàng TK cũng của Đức. Nhưng mà sản xuất ở Tây Ban Nha này. Dòng TK này nó cao cấp hơn dòng Electrolux. Đấy, mới chưa sử dụng này. Nguyên siêu ni lông này. Đấy, kích thước là dài nhân rộng nhân cao. Nghĩa là thế nào? Ngang chiều ngang này này. Chiều ngang này là 90 này. Chiều sâu vào là 50 này. Cao là 70. Đấy. Dài rộng cao. Đấy, em đang bán là 1 triệu 7 các anh nhé. Ship toàn quốc là 50 ngàn nữa. Đấy. Đó các anh. Nút nhấn thì đây, chạy điện 220 các anh đấu vào. Dòng này hồi dòng Elec hồi trước ấy nó có hai cái chụp lên, nhưng dòng này nó chỉ có một cái thôi các anh. Đấy. Đằng trước nó có thương hiệu dập nổi này, TK này. Đó. Đây nó có cái ống gió, các anh có thể lắp cái ống gió vào trong. Đấy. Công tắc thì đây. Cái này là đèn này các anh này. Cái này là đèn này. Đấy, em chưa bật điện. Để em bật cái điện lên đây. Đó. Thì cái này là công tắc này là điện này các anh này. Đó, sáng đèn này. Cái này là hàng mới nên nó có sẵn đèn điếc hết các anh nhé. Các anh có thể nhìn ở dưới này. Đây là số 1 này, bật đèn này. Sáng này, tắt này, bật này. Đây số 1 này. Con này chạy êm hơn con Elac hồi trước các anh nhé. Kiểu dáng y chang như nhau, không khác gì cả. Đấy. Cái này bật số 2 này. Bật số 3 này. Đấy. Con này thì nó êm hơn. Đó. Quạt đây các anh nhé. Quạt xịn lắm. Thì đấy. Tem em có quay cho các anh rồi. Đấy. Nó hút đây. Đấy, các anh thấy gió ở trên này lồng lộng này. Để em lấy cái áo mưa gì cho các anh thấy. Này đi. Anh có thấy gió thổi phập phới, nghĩa là nó hút ở dưới nó đẩy lên đây, các anh gắn ống gió đẩy hút mùi ra ngoài.
dòng TK này là một dòng cực kỳ cao cấp, các anh cứ tìm hiểu giúp em đấy. Để em quay tổng thể để các anh nhìn cái này. Đó. Rồi em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo các anh nhé. Vâng, đấy em review cho các anh thì cái bếp ga này các anh này, nó là bếp ga TK đấy. Thông số em quay cho các anh rồi. Thì con này dùng nó sướng là bởi vì như vậy các anh này. Thứ nhất, TK là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức. Đó, hàng này là hàng sản xuất ở EU. Đấy, như các cái con ga điện TK đợt trước của em thì nó ghi rõ là made in EU và nó sản xuất ở đâu. Nhưng con này nó chỉ ghi là made in EU thôi các anh ạ. Đấy, thì nó là hàng made in EU. Đánh lửa bằng điện các anh nhé. Đó. Các anh nếu bật thì các anh ấn xuống, mở ga lên là tự động nó cháy. Ở đây người ta có ký hiệu này. Cái nút chấm ở đây nghĩa là cái nút này điều khiển của cái bếp này. Đấy, nó hình vuông các anh. Nó chấm một chấm nhỏ ở góc phần tư này thì có nghĩa là bếp này. Cái này ấy, nó chấm ở cái góc phần tư ở bên này có nghĩa là bếp này. Đấy, bốn nút cho bốn bếp các anh. Đấy, đánh lửa bằng điện các anh nghe thấy nó tạch tạch này. Đó, thì nó mới. Con này là hàng mới và em bao các anh sử dụng 3 năm đầu tiên các anh nhé. Bởi vì sao? Em biết tuổi thọ của cái con bếp TK này nó lên đến 10 năm các anh. Thậm chí là 15 năm. Con bếp TK này. Đấy các anh nhìn. Nếu em không biết về chất lượng của nó thì em không dám bảo đảm với các anh là em đổi trả cho các anh trong vòng 3 năm đâu. Nhưng riêng dòng bếp này bên em bảo hành đổi trả một đổi một cho các anh trong vòng 3 năm đầu tiên. Các anh cứ dùng thoải mái. Đấy, bất kỳ sự cố nào xảy ra bên em đổi cho anh một con mới. Và bản thân con này nó đang mới 100% các anh nhé. Đấy, em cực kỳ tin tưởng cái dòng bếp này. Đấy, các anh cứ tham khảo thêm. Đấy, nếu anh nào mà lấy combo này lắp ở nhà hoặc là các anh nâng cấp cho gia đình mình lên thì hợp lý hơn. Đấy, bây giờ công nghệ cũng phát triển rồi. Bếp ga thật ra dùng cũng rất tiện các anh ạ. Nấu ăn thì các anh cũng biết đấy. Nấu ăn thì các anh nấu bếp ga thì nó sẽ ngon hơn đấy. Các đầu bếp thì người ta vẫn dùng bếp ga nhiều. Đó. Đặc biệt con TK này thì nó rất mới. Đó. Bây giờ em bếp ga TK made in EU. 4 bếp các anh nhé. Bếp này là bếp âm. Đấy, nếu nhà các anh có tủ bếp hay kệ bếp thì các anh cắt đá khoét lỗ ra rồi đặt nó xuống. Đó. Kích thước khoét lỗ thì em cũng chưa đo đâu, nhưng các anh về các anh cứ tự các anh đo. Đấy, đo theo cái này khoét đặt nó xuống. Đó, ngoài ra này. Đấy, giá gốc của nó là 12 triệu một máy. Các anh có thể tham khảo tất cả mọi ở mọi nơi đó. Em đang sale cho các anh là 2 triệu. Đấy, em miễn phí ship toàn quốc các anh nhé. Đấy, em miễn phí ship toàn quốc. Anh nào mà lấy một combo này thì quá hợp lý. Đấy, chỉ có 3 triệu mấy là các anh có một combo rồi, mới 100%. Nếu các anh thật sự ra đợt này là do cái nguồn hàng này nó tốt. Còn không, một combo này các anh mà mua nó phải rơi, nếu các anh mua mới, mười mấy đến 20 triệu đó các anh. Và em xin chuyển sang sản phẩm tiếp theo các anh nhé. Hôm nay em về cũng khá nhiều sản phẩm đó. Em sẽ view tiếp theo từng sản phẩm.